cái Yến đi lấy chồng phải biết đạo làm dâu chứ, chứ không thể sống bừa bãi như cái thời con gái được. Không biết là trẻ con hay là không hiểu phép tắc mà cứ được đằng chân là lân đằng đầu, mở miệng ra là gây chuyện. Bây giờ lại xúi giục chồng bỏ bê bố ra ngoài ở cho nó sướng thân. Tội đấy á, bất hiếu lắm. Kìa chị, chị nói quá lời rồi đấy. Nếu chị nói như thế thì chị hãy khuyên cái Thu hãy làm tròn trách nhiệm làm dâu với chính gia đình nhà chị trước đi đã, chứ đừng về bên nhà mà tham gia hết chuyện này chuyện khác. Tôi đẻ ra con Yến, tôi hiểu tính của nó. Vừa rồi nó có hỗn láo với anh rể chẳng qua là vì con trai của chị khôn hết phần thiên hạ. Mẹ à, cô ấy sang đây cũng chỉ vì muốn nói đỡ cho em Yến thôi ạ. Sang mà gặp bố đẻ con ấy. Ông thông gia là ông ấy dễ tính, chứ nhà này không bao giờ có chuyện đấy. Một là sống chung, hai là giải tán. Sao mẹ lại nói thế? Thì tôi cứ nói trước như thế để cho anh chị đừng có cái tư tưởng đấy. Con chào bố. Chào cô ạ. Chào cô. Con đi đây. Người ta cứ bảo con gái như chim ý, lớn lên đủ lông đủ cánh nó bay đi hết anh ạ. Thôi em về đây. Có việc gì anh ơi em một câu. Chưa đến 3 phút rưỡi em đã có mặt. Vâng. Em về nhá.